Con Tú, quen mẹ. Sao rồi anh? Dạ má. Hệ thống dẫn tưới nước suối chúng ta bị hỏng, anh e là sẽ khó sửa chữa đây. Vậy là sẽ không tưới được cỏ hả mẹ? Vậy còn sữa cho tụi con uống không ba mẹ? Nếu như vậy á thì đợt mà mua sẽ không cho xuống nhiều nữa. Tất nhiên là có cách rồi con. Tạm thời chúng ta sẽ dẫn nước hồ để tưới cây, trong khi chờ người tới sửa hệ thống bơm nước ngầm. Nhưng mà nông trại của chúng ta chỉ có một hồ nước, em chỉ sợ là nguồn nước ở đó không đảm bảo. Đây là nguồn nước đọng lâu năm, trong này có rất là nhiều tạp chất và kim loại nặng. Con nghĩ chúng ta không nên dùng loại nước này nữa đâu. Như vậy không được đâu. Nông trại của chúng ta mà một ngày không tưới nước sẽ bị héo hết. Để em tôi lên thành phố xin thợ sửa máy về sửa coi sao. Ba mẹ ơi, nhìn kìa. Các người tới đây làm gì hả? Xin mọi người hãy bình tĩnh. Tụi tôi bữa nay tới đây không phải để khiêu chiến, để kiếm chuyện với mấy người, mà tụi tôi đến đây để xin đầu hàng mấy người. Có làm sẵn cái cờ nè. Trời, để xin hàng gì sao mấy người mang theo cái cờ gì chút xíu vậy? Căng mắt ra mới thấy được luôn á. Tâm Tốt à. Con còn nhỏ mà con nói chuyện nghe đau và thấm lắm Tâm Tốt à. Mọi người biết không, tuy chúng tôi đã đầu hàng, nhưng trong lòng chúng tôi cảm thấy mặc cảm, tự ti. Chúng tôi cảm thấy mình quá bé nhỏ nên mới làm cái cờ nhỏ như vậy. Mọi người, tôi nghĩ lại rồi, cuộc đời tôi làm được gì chứ? Ngoài đố kỵ ganh đua hai người, tôi không làm được gì hết. Tôi chỉ biết hại người thôi. Hôm nay tôi đến đây muốn xin hàng. Còn nếu như mọi người không tin tôi sẵn sàng gieo mình xuống suối. Cậu đừng cản cậu siêu lì. Gia đình đồng nhân siêu phàm, đừng cản ta. Sao ông lại cản nha? Ai biết. Tôi tưởng ông thích vậy. Đúng rồi, tưởng thích nhảy. Cản nhẹ cái đi. Đừng tiến chị đó. Đừng dại dột như vậy, tiến chị đó. Trời ơi là trời, người ta không tin mình thì thôi, tại sao lại dại dột như vậy? Ôi hai người bạn tri kỷ của ta. Ai đẩy tôi chết đây? Cậu ơi, cậu. Cậu nói thiệt hả cậu? Cậu nói thiệt. Cậu nói chuyện làm hòa hả? Đúng vậy. Nếu các người không làm điều xấu nữa, chúng tôi cũng không làm khó dễ các người đâu. Các người mau đi đi. Nhưng mà tôi... Nhưng mà sao cậu? Nhưng mà cậu muốn gửi gia đình ông dân siêu phàm một hiệp ước nghị hòa. Đúng rồi. Cái gì? Hiệp ước nghị hòa? Liệu chúng tôi có tin các ông được hay không đó? Tin đi chứ. Đúng rồi. Tin đi. Đúng rồi. Trong thời gian qua, tụi tôi chiến đấu với mấy người một thời gian rất là dài, nên vũ khí nó bị hư hỏng hết rồi, tiền trong túi nó cũng cạn hết rồi. Bây giờ những cái mùa hè này tôi xin đình chiến để tôi đi làm kiếm tiêm. Ủa, vậy thì có liên quan gì đến nông trại côn của việc của tụi con? Tám Tốt, con lại nói chuyện nhân văn và sâu sắc nữa rồi Tám Tốt. Đúng, không liên quan tới các người, là do bọn ta không tự lượng sức mình để rồi bây giờ gánh chịu mọi hậu quả. Chúng ta bây giờ lâm vào hoàn cảnh éo le lắm. Chúng ta chỉ muốn đi xin việc làm. Không ai tin nữa. Chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi. Không ai cho mình việc làm hết. Tôi nói tới đây thôi, mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ. Không ai tin nữa. Về. Cậu về đi kiếm việc nha siêu lì. Về. Ba mẹ ơi, sao con thấy khó tin mấy cái người này quá à? Nhưng mà dù sao theo mẹ thấy, nếu như họ không làm người xấu nữa, chúng ta cũng phải giúp đỡ họ để trở thành người tốt chứ. Ý anh sao? Đúng rồi đó mẹ.
Chắc là sau bao nhiêu lần bị gia đình mình đánh thua, chắc bây giờ đã đổi ý rồi, đi theo con đường đúng đắn. Cô chú, con nghĩ bây giờ cô chú cho các cậu con một việc làm nào đó đi, việc nào cũng được hết trơn á. Thôi được rồi, tạm thời cứ để ba người họ ở nhà của mình để phụ giúp thêm việc nhà. Trong thời gian này mình cũng có thể canh chừng bọn họ. Chúng ta quyết định như vậy đi. Dạ. Dạ. Wow, lâu lắm rồi tôi mới được ăn lại nhiều món ngon như vậy á. Nếu mà ngon thì ông hãy ăn cho nhiều vô nha. Được, 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 được. Ủa thái độ gì vậy Hang? Ủa gia đình người ta bỏ công bỏ sức nấu nướng, ủa thái độ vậy là sao? Kỳ quá à. Tiên sinh đờ, ông quên rồi hả? Đây là thức ăn của con người mà tụi tôi, đâu phải con người đâu. Ờ hả? Hả? Vậy bữa nay ta có lộc ăn. Thấy rồi. Nhâm 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 nhâm, món ăn quái khẩu của tôi đây. Nhâm 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 nhâm. Hay quá, Bụi thiệt là hay mà. À, tôi có ý này nè. Nếu như Bụi đã giải nghệ là không làm việc ác nữa, vậy thì ông có thể ở lại giúp việc nhà cho gia đình chúng tôi đi. Được, được, vậy cũng được. Vậy còn Khô Lô, Khô Lô ông sẽ cùng tôi ra ngoài đồng để làm việc nha. Tôi nghĩ người có sức khỏe như Khô Lô và tôi chỉ hợp với công việc này thôi. À, tôi á, tôi khỏe như trâu à, cứ nhờ đi, tôi làm hết việc cho ông. Cậu Bụi và cậu Khô Lô đều tìm được công việc của mình rồi nha. Còn bây giờ cậu Đơ, cậu tính làm cái gì vậy? Đúng là cháu gái của ta hỏi một câu thật là hay ho. Ta nghe nói là nông trại của chúng ta hệ thống lọc nước đang bị hư hỏng, không lọc nước được tốt. Rất tình cờ cậu đã phát minh ra được một hệ thống lọc nước tiên tiến, hiện đại, tối tân. Và cậu sẽ hỗ trợ cho nông trại của chúng ta có được không nè? Hay quá, như vậy thì còn gì bằng nữa. Mà con thấy có sao sao á, sao cho một thời gian ngắn xíu như vậy mà người xấu lại thành người tốt lẹ như vậy được? Chắc phải có âm mưu gì ở đây nè. Tâm tôi tuy còn nhỏ nhưng nói câu nào là đau câu đó đó mọi người. Thôi được rồi, để lấy niềm tin của mọi người, trong quá trình tôi lắp cái hệ thống lọc nước, tôi sẽ cho Tám Tút theo dõi tôi coi tôi làm cái gì, được không? Ừ, được đó. Con cá này nhìn như vậy chứ không phải vậy đâu. Nhưng thật sự đây là một sáng chế vĩ đại nhất của tiến sĩ Đơ này. Bên trong con cá này, ta đã độ một vàng lọc nước siêu tinh vi. Chỉ cần nó tiếp xúc với nước, nó có thể làm trong sạch nguồn nước mà nó tiếp xúc, loại bỏ những chất độc hại, làm cho nguồn nước ở đây xanh sạch đẹp. Công nhận ha, nguồn nước ở đây đã đỡ đi những tạp chất rất là nhiều rồi đó. Tốt quá, như vậy là chúng ta đã có nước hồ này để tưới cỏ rồi. Đúng vậy. Cuối cùng ta đã làm được một điều tốt rồi. Wow, wow, nặng quá. Chà, phải khỏe lắm mới vác được cái bao này. Wow. Nhìn gì? Wow, wow. Phải công nhận ba ba giỏi thiệt. Tôi lại thua ba ba nữa rồi. Mỗi lần tôi vác á chỉ được có một bao thôi, mà ba ba vác tới 4 bao lận. Quá giỏi. Khô Lô à, ông đừng có buồn. Tôi có buồn chứ sao? Tôi thấy hơi nhục thôi. Khô Lô à, ông đừng có nhục nữa. Ừ. Như vậy là tiến bộ lắm rồi. Ông không nhớ hả? Mấy ngày trước một lần ông vác chỉ được có nửa bao thôi mà vác muốn không nổi rồi. Hôm nay ông vác được nguyên bao, khá lắm rồi đó. Với cái đà này không chừng vài bữa nữa là ông sẽ qua mặt tôi cho mà coi. Nghe cái vui liền.
Ôi, vô tiếp tục giác nữa. Đi vô tranh thủ đi. Đi. Nhớ chưa? Trái màu đỏ này là cà chua nè. Còn cái củ màu cam này là cà rốt. Tuy tất cả đều là cà, nhưng tụi nó không có giống nhau đâu nha. Rau củ quả có rất là nhiều vitamin, rất tốt cho sức khỏe khi được chế biến tươi ngon. Đây là củ cà chua. Ừ. Còn đây là quả cà rốt. Ừ. Củ cà rốt, quả cà chua. Ồ. Cậu ơi, cậu xem nè. Hả? Cái bông hoa nhỏ xíu như thế này mà lại chứa nhiều dưỡng chất thế vậy á. Wow, cho cậu coi thử. Bông hoa đẹp hóa. Con giống y như là mẹ của con. Hồi xưa mẹ của con cũng thích nghiên cứu các loài bông, các loài hoa và các loài cây cỏ nữa. Đẹp, đẹp hóa. Cô lô, đỡ phụ tôi cái. Ủa sao kỳ vậy? Tôi á là càng ngày tôi càng tiến bộ, mà ba càng ngày lại càng thụt lùi, là sao? Tôi cũng không biết sao nữa. Tự nhiên hôm nay tôi cảm thấy mệt quá. Càng làm công việc càng không hiệu quả, mau mệt quá. Ba. Hả? Hay là ông cố tình ông làm như vậy để nhường tôi, để cho tôi đỡ nhục, có đúng gì không? Không phải, tôi nói thiệt á, nhường ông làm cái gì. Mà hôm nay ông khỏe thiệt á, càng ngày càng tiến bộ nha. Ông coi còn nguyên đống trọng ông giác giùm tôi nha. Tôi vô tôi nghỉ, giá không đổ nữa, mệt quá rồi nha. Dữ vậy trời. Hôm nay thấy mệt. Vậy là kế hoạch của mình đang đi rất là thuận lợi. Mama, có sao không? Không có. Không biết sao tự nhiên nay bay mất thăng bằng nữa. Hay là mình có tuổi rồi ta? Chị, sao hôm nay em thấy em thèm cái món gì đó đó? Em thèm cái món gì đó là cái món gì? Hình như là... sao ta? Hình như là nó... lạnh lạnh, mát mát, nó ngọt ngọt á. Dì Hấu đúng không? Không phải, cái mà nó sắn sắn, nó cong cong vậy nè, cầm nè, rồi để lâu nó bị chảy ra luôn á. Hình như là kem đúng không? Đúng rồi, kem á chị. Kem hả? Ủa nhưng mà sao hôm nay em lạ lắm Tấm Túc? Thường ngày á, cái gì em cũng nhớ, em nói luyên thuyên, em nói hay lắm. Sao hôm nay em không nhớ gì luôn á? Thì bởi vậy á. Thôi, để anh đi mua kem cho em nha. Dạ. Chán ghê luôn á, anh đi mua kem mà đâu mà lâu dữ. Anh về nè. Nè, kem nè. Ủa, anh đi mua gì vậy? Sao kem nó chảy hết trơn rồi? Anh đâu biết đâu, anh chạy hết sức luôn rồi đó. Chắc tại do trời nắng quá hả? Cảm ơn Chớp Chớp. Vậy sao anh không dùng sức mạnh của anh chạy đi? Anh dùng sức mạnh rồi. Vậy sao anh chạy chăm rì vậy? Ủa sao không chạy hôm nay có gì bất thường ta? Không ổn rồi. Cây cỏ ở đây có vấn đề. Chất dinh dưỡng trong chúng đã bị suy giảm hẳn. Còn nói sao? Vậy là chất lượng của sữa bò bị ảnh hưởng bởi cỏ hả? Nhưng làm sao cỏ lại có chuyện gì được chứ? Con nghĩ á,
là chúng ta nên đi phân tích đất và nguồn nước ở đây thì mới kết luận được. Đất và nguồn nước ở đây hoàn toàn bình thường. Tại sao giống cỏ của chúng ta lại bị sụt giảm như vậy? Có thể cỏ chúng ta trồng đã lâu năm cho nên đã bị thoái hóa chất lượng rồi. Nếu như vậy, chúng ta phải tìm mua giống cỏ khác để thay thế mới được. Nhưng liệu những giống cỏ khác có tốt bằng cỏ chúng ta trồng hay không? Ba mẹ, hai người còn nhớ cái giống cỏ mà chúng ta phát hiện trong khu rừng gần đây không? Cái giống cỏ mà không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của chị Siêu Lì á, hai người còn nhớ không? Đây nè mọi người, đây là hôm bữa cái chỗ con ngã. Con nghĩ là mấy đám cỏ này không có bị ảnh hưởng bởi siêu năng lực của con. Hay quá, có lẽ đây là giống cỏ đặc biệt không bị ảnh hưởng bởi năng lực siêu nhiên. Mẹ nhớ. À, con nhớ ra rồi nè. Con thấy loại cỏ đó có một nguồn dinh dưỡng dồi dào, lại tổng hợp chất dinh dưỡng nhanh nữa. Con nghĩ chúng ta nhân lại giống cỏ đó. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau vào rừng để lấy giống cỏ mới đi. Nhưng mà có điều, nông trại của chúng ta bây giờ đang rất bận rộn. Làm sao mà mình đi được đây anh? Dạ không sao đâu mẹ, có con đây rồi, mọi chuyện làm một xíu là xong thôi. Ê giúp giúp, cho mình đi với nha, tại vì lâu đó mình không có đi khu rừng đó rồi. Nếu vậy thì cả hai đứa cùng đi chung. Nhưng mà nè, tụi con hãy lấy xe đạp full đi đi. Có xe đạp tụi con sẽ đi nhanh hơn đó. Dạ, dạ. Con chạy nhanh lên. Thì con yếu quá vậy. Thì tại mình, tại cái đường này nó khó quá. Thôi, chạy đi mình xuống mình đẩy cho. Rồi, bạn lên xe đi. Ok, lên. Ok chưa? Trời ơi, sao nay yếu quá vậy? Nè, cậu sao vậy? Mình mệt á. Cậu sao vậy? Sao mệt? Chắc tại mình lên nhóc nên mình mệt á. Ủa? Ở đây đâu có con nhóc nào đâu. Cậu bị gì vậy? Các bạn bạn lên kia đúng không? Bây giờ chơi bạn mà. Bạn dám nói mình mệt hả? Mình nói giỡn. Thôi bây giờ bạn lên xe đi tiếp nè. Còn một lần nó chết cho mình nè. Đi. Dừng lại. Tới rồi nè. Không may cậu cho mình xuống đi bộ đi. Chứ cậu chạy chậm quá à. Sao lại đi bộ? Bạn giận mình hả? Không có, mình không có giận bạn. Tại bạn chạy chậm quá, bạn chạy tốc độ này là chắc tới tối luôn á. Không, chắc tại mình nhướng cái ba lô này nên mình không có đi được á. Thôi đừng đổi thừa. Đây cầm luôn cho. Nhưng mà tôi sợ bạn mệt lắm. Không có mệt đâu, bạn yên tâm. Cái ba lô cuôn chống gù này á, nếu mà có bỏ thêm nhiều đồ thì cảm giác cũng không có nặng gì đâu. Nhưng mà có được không? Được, nè tôi bỏ bình thường mà. Rồi ok nha, không đổi thừa nữa nha. Nhưng mà bạn không có mệt đúng không? Không, mình không có mệt. Vậy đi tiếp nha, đừng đổi thừa nữa nha. Ok đi. Nè, cậu sao vậy? Chắc mình mệt quá. Rồi, tới đây mình chạy được. Được không? Thôi. Bạn chạy kiểu này chắc tới tối mới tới nhà. Thôi bạn chạy yếu quá. Đây, mình chở cho. Ơi, được không? Trời được, hôm bữa bạn chỉ mình rồi mà, mình đạp được mà. Sao sao đi, mình chở cho. Bạn chỉ mình rồi, tin mình đi. Đau.
Ủa có chuyện gì vậy Xíu Lì? Gì vậy? Mình vừa thấy cái gì đó. Mình không thấy gì đâu. Có cái gì đó không ổn rồi. Ôi, Xíu Lì, đợi mình với. Có chuyện gì Xíu Lì? Cậu đứng yên nha. Con làm gì Xíu Lì? Không ổn rồi. Nguồn nước này nhiễm quá nhiều chất độc với lại kim loại nặng nữa. Cái gì vậy? Ủa sao bình thường mình thấy con cá này nó màu xanh, sao giờ nó lại màu đỏ? Cùng Cool du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá. Sưu tập thẻ Cool, đổi quà cực Cool. Săn ngay thẻ khám phá, có trong mỗi lốc sữa Cool 110 hoặc 180ml bất kỳ. Sưu tập 24 thẻ khám phá, đổi ngay một gói siêu Cool. Thu thập được 36 thẻ khám phá, đổi được một áo choàng biến hình Cool. May mắn săn được thẻ đặc biệt, nhận ngay một liều Cool siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa Cool túi 110ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn, đổi ngay một túi rút siêu Cool nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn, đổi được một áo mưa siêu Cool. Săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng Cool thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui. Săn ngay thẻ Cool tươi vui trong mỗi lốc sữa Cool tươi vui hoặc Cool dạng chai 90ml. Thu thập được 6 thẻ Cool tươi vui, đổi liền tay một sách tô màu ma thuật. Thu thập được 12 thẻ Cool tươi vui, đổi ngay một bộ bút tô màu siêu Cool. Tích lũy được 24 thẻ Cool tươi vui, đổi được một bộ chén đĩa siêu Cool. May mắn sẽ được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Săn thẻ Cool ngay thôi các bạn ơi. Trong tương lai hãy đến nơi với tôi này, tôi quá là sẽ kể bạn nghe về câu chuyện chỉ do dream mãi mãi của tôi này. Chẳng ngại ngần cứ là mình cứ theo đuổi ước mơ, công an y tá hay là gamer youtuber, giáo viên này kỹ sư này nhạc sĩ hay ca sĩ, whatever you wanna be, chỉ cần mình.